quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 5 tháng 10 năm 2024 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, khu vực Nam Trung Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.